Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Hôm nay nhà mình có cái cây ngọc điểm rất là buồn luôn. Hai cây, nhưng mà một chậu thì hai cây. Nhưng một cây nó bị thuộc dạng mà bị thiếu nước đó mọi người. Nó không vận chuyển nước lên được cho nên nó bị nhăn lá. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách để cái lá này nhăn quá thì mình sợ nó bị hư mất rồi mọi người. Thì phát hiện ra thì nó hơi muộn đó mọi người. Mình treo ở trên giàn hơi cao cao một xíu, cho nên nó thứ nhất là nó bị thiếu nước, nó không vận chuyển nước lên được. Và thứ hai là nó cũng bị thiếu nước á. Do là các bạn biết sao không, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn mình tưới phân để mình phục hồi lại cây bị nhăn lá. Bộ rễ thì vẫn rất là còn khỏe mọi người. Đó, các bạn thấy không, rễ nó thì phục hồi nó có rất là nhiều cách luôn các bạn. Nhưng mình thứ nhất là mình phối hợp ha, mình kết hợp giữa, các bạn biết tại sao mình treo cái khay nước này không? Cái khay nước này thì nó bị rêu ở dưới, nó bị xanh xanh thôi chứ không sao hết nha mọi người. Mình treo như thế này để nó tạo độ ẩm để cho cây phục hồi nhanh đó mọi người. Và mình hỗ trợ thêm cho nó là mình tưới phân cho nó nhá. Treo như thế này thì khi hơi nước mà bốc lên nó thì rẽ gió mà nó sẽ phục hồi nhanh hơn nha. Cố gắng khắc phục cho cây nó đẹp vì sắp tới mùa hoa rồi. Hàng này hàng rừng rất là đẹp luôn đó mọi người. Thì mình hy vọng là nó sẽ ra hoa kịp chơi Tết chứ. Cây bên cạnh các bạn thấy không, rất là khỏe, lá rất là dày luôn á, bản lá to lắm mọi người. Bản lá này mà các bạn thấy bàn tay của mình rất là to luôn, mà bằng 4 ngón tay của mình thì cũng đâu có kém gì đâu đúng không? Một chậu mà hai cây mà tự nhiên giống y như thể là có cây á. Thì nó quen với môi trường đó. Có cây mình thuần không được, ví dụ như hai cây này thì cây kia thì nó quen với môi trường khô, quen rồi, mình thuần quen rồi thì nó được. Còn cây này tự nhiên sao nó lại bị khô lá kiểu này. Nếu mà cây mà khô như thế này á, là không có thể ra hoa được đâu nha mọi người. Vì ra hoa là nó sẽ nhăn hết lá luôn á, cho nên mình phải phục hồi cho nó. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn tưới phân để phục hồi cây ngọc điểm bị nhăn lá này, như cho nó phục hồi lại nha mọi người. Thì mình sẽ phải tưới 3 lần để cho nó phục hồi lại nhé mọi người nhé. Cứ 5 ngày mình tưới 1 lần vì bây giờ cây nó đang bị thuộc dạng mà bị thiếu nước á. Bị thiếu nước trên lá cho nên nó bị nhăn lá này này. Chứ bộ rễ thì vẫn rất là còn khỏe ha. Thì hôm nay mình sẽ tưới cho nó là, bây giờ thì mình nói thật luôn đó, bây giờ là đi mua phân mình sợ nhà các bạn không có. Nếu các bạn muốn dùng thì các bạn có thể thay thế vào đó bằng là dịch chuối. Nhưng mà chuối chín nhá, mình đã có video chia sẻ về cách làm dịch chuối chín rồi đó. Nấu lên rồi luộc rồi tưới thôi đó mọi người. Thì hôm nay các bạn có thể thay thế phân này bằng chuối chín nhá. Chuối chín thì ví dụ hai trái chuối thì các bạn làm xong các bạn xài vào khoảng 3 đến 4 lít nước nha. Mình đã có video chia sẻ rồi đó, mọi người có thể vô xem và tham khảo. Nhưng mà thêm phân này nhá. À, thêm thay thế phân này bằng chuối nhá. Rồi hôm nay mình sẽ pha 1 gam 1 lít nước thôi mọi người. Mọi người biết sao không? Vì là cây của mình á thì mình lấy 1 gam thôi. À 1 gam rưỡi đi mọi người, tại vì lá nó cũng to, cây cũng to rồi ha. Mình sẽ lấy 1 gam rưỡi, một muỗng này là 1 gam này các bạn này. Đó. Thì mình sẽ lấy một muỗng hơn một xíu là mình pha trong vòng 1 lít nước ha mọi người ha. Mình sẽ tưới trong 1 lít nước. Và vào đó là mình sẽ lấy 1 CB1 thôi mọi người. Các bạn sẽ thắc mắc tại sao không lấy 1 C rưỡi mà lại lấy có 1 CB1. Vì là B1 mình làm chất lưu dẫn mà mình rất hay xài B1 cho nên là mình chỉ lấy 1 C thôi. Nhiều quá nó sẽ giống y như thể nó sẽ dư á. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đó là Atonic 4 giọt. 4 giọt trong 1 lít nước nha các bạn. 4 giọt Atonic, 1 CB1 và 1 gam rưỡi. 1 gam rưỡi Super Kali nha mọi người. Super Kali này là của thầy Tắm Ngọc này mọi người. Các bạn thấy không? Phân siêu Kali đó, 13046 đó. Những cái phân gì mà của thầy Tắm Ngọc là rất là hiệu quả luôn nha mọi người. Các bạn có thể tìm mua nguyên một bộ luôn. Thì nếu mà các bạn muốn mua trên mạng thì hình như là cái kênh kênh gì nhỉ? Kênh nông nghiệp đẹp hay sao á, nông nghiệp đẹp, nông nghiệp xanh gì đó là có bán tất cả những cái loại phân đó, mọi người có thể xem tham khảo nha. Chứ mình thì mình không rảnh lắm đâu, lâu lâu mình lướt mình thấy thôi. Còn phân này là mình mua gần nhà mình thôi. Gần nhà mình em đó, em có bán. Quậy cho thật tan ra nha các bạn. Quậy cho thật tan ra, sau đó mình sẽ cho vô cái dung dịch hồi nãy mình chế vô bình đó và mình lắc cho thật đều lên và mình tưới. Cái phân này mọi người biết tại sao mình hay quậy riêng không, mình không bỏ vô bình không? Vì nếu mà mình bỏ vô bình á, chúng ta lắc nó sẽ không bao giờ tan hết được đâu mọi người. Chúng ta lắc nó sẽ còn những cái cặn 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 như thế thì
nó sẽ không tốt á, nó sẽ thứ nhất là nó không đủ thành phần, nó tan ra nó không đủ thành phần. Thứ hai là nếu mà những cái cục này nó còn đọng lại trên lá thì cũng không tốt lắm, nó sẽ gây ra những cái đốm đốm đen đen vàng vàng đó, mọi người sẽ tưởng cây lan bị bệnh á, nhưng mà thật ra là cũng có thể cái phân này nó đọng lại nè mọi người. Mình hòa cho thật tan ra, mình sẽ chế vào bình và lắc lên tưới đều luôn mọi người. Đó. Rồi bây giờ việc còn lại là mình đắc lên và tưới ha mọi người. Bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn là tại sao mình phải tưới kali mà là không phải phân khác nha. Vì kali nó sẽ giúp vận chuyển nước lên á, vận chuyển nước lên cây lan, nó sẽ giúp vận chuyển nước lên nhanh hơn. Mình bổ sung thêm B1 nữa thì B1 nó hấp thụ kali nhanh hơn. Thì ví dụ như thì chỉ trong vòng 30 phút là lượng phân đó nó cũng đã hấp thu được đầy đủ rồi, nó rất là tốt luôn ha. Và và Atonic á, cái hồi nãy mình giọt đó là Atonic mình cho vào cái chai Hùng Nguyễn. Atonic thì nó kích thích sinh trưởng ha, nó sẽ phục hồi cây nhanh hơn. Kích thích sinh trưởng thì nó sẽ tái tạo lại những cái tế bào mà bị hư tổn này nè mọi người, nó sẽ nhanh hơn, phục hồi nhanh hơn ha. Thì bộ ba này thì rất là tốt luôn nha, mọi người có thể tin tưởng và dùng theo ha. Mình đã hồi xưa mình cũng đã làm rất là nhiều lần và thành công rồi. Mình nếu mà tạo thêm cái độ ẩm của hơi nước này lên nữa thì cây nó sẽ phục hồi rất là nhanh nha các bạn. Mình rất hy vọng là mọi người trồng được những chậu lan đẹp để thỏa mãn đam mê. Ai chơi lan cũng vậy thôi mà các bạn, chúng ta luôn mong muốn chúng ta trồng được nhiều chậu lan đẹp. Các bạn ơi, tưới đẫm bộ rễ nha mọi người. Tưới quan trọng nhất là tưới cho thật đẫm rễ nhá. Thì cái mô xốp này nó sẽ vận chuyển phân lên ha mọi người ha. Nó sẽ vận chuyển lên, lấy lượng nước và vận chuyển lên ha. Cái rễ mập như thế này luôn á, vậy mà lá vẫn còn bị nhăn. Bị nhăn là do bị thiếu nước, không lấy lên được. Tại mình cũng treo trên dàn sắt đó mọi người, treo rất là cao cho nên nhiều khi nó cũng khô quá đó. Tưới thì không thể tưới suốt được mà mọi người. Thì cho nên nó bị khô nên nó hơi nhăn lá đó. Rồi video hôm nay chắc mình chia sẻ đến đây thôi ha. Nếu mà bạn nào có cách nào hay hơn nữa thì hãy làm theo cách của mọi người nhé. Mình chỉ chia sẻ đam mê và chia sẻ những kinh nghiệm của mình mà học hỏi được thôi ha các bạn ha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình. Chúc mọi người luôn thành công với những đam mê. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.